Cái này đã bồng chết. Ít đó đó. Hồ lấy đây là có à. Đi đâu. Lên, lên, lên. Nghe tiếng gì không? Nghe rồi đó. Kì vậy? Lỗng cái gì đâu kì. Trời gió vô xuống à. Lên hay đi xuống? Trời ơi, trời ơi đẹp kìa. Một cái rất là đẹp. Mới đầu đi cái cá à, trời ơi. Giống quỷ không? Giống quỷ không? Trời trời nhanh ơi, nó đẩy một cái nữa là giá ghe tiếp. Giờ gió quá đổi con này nặng hơn. Kia nó nhẹ quá, ngược gió quăng đi cũng được. Rồi xa hơn được xíu. Con này hình như 5.5 gram. Con này văng sâu hơn được xíu nữa. Quay bình thường nó cũng rắc đều đều luôn. Văng sâu không được. Được. Con này văng sâu không là được. Cạn quá nó chịu ăn là sao? Ông có nhắm về hướng tôi không ạ? Cá ăn trước mặt cứ quăng lại sau lưng không là sao? Thái độ anh là sao? Nói đi. Quăng cho mỗi con súng không là sao? Đó, con rảnh không? Tự nhiên mà thì làm như mồi nổi à. Đè vô bụng con súng quăng. Đó, nguyên góc con súng á cho ông giật. Thiệt. Về cũng nhỏ vô. Con này là đã vô vỏ rồi không tính. Lộn thoải mái. Trời ơi, thiệt không hẳn đang nguy hiểm thiệt. Hôm nay tôi nhớ một điều, phía sau anh cũng có mạng sống chứ không phải là anh chơi một mình vậy là được rồi. Con này thì có gió đi sướng thiệt. Hãy nhớ là phía sau cần thủ là sự sống. Rồi, 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 rồi. Lại. Lại. Phía sau cần thủ là sự sống. Đấy, vậy đó. Phải vậy chứ. Độ phê của cần này thì không cần phải bàn rồi. Nó là cá mè. Ý. Ê, cái chuyển vô cái cột mày. Cá mè một bữa mà anh. Đúng. Trời ơi. Giả quay chích biển không? Tôi phải đánh đủ lời cho đến khi nào mà không còn cái thói quen mà chụp buôn khi Hugo cắn thì tôi mới nghĩ thôi. Tôi mất nhiều cá vụ đó lắm rồi. Cứ lần nào cũng vậy, Hugo cắn là đè chụp cái buôn. Cái bệnh trong lòng là lúc nào em cũng nghĩ là đừng có chụp ngang, đừng có chụp ngang, đã bị mấy lần rồi.
mà cái máy chạy là quảng hồng chạy buồn, lần nào cũng vậy, không có fit được cái lỗi đó, ứ gan thật chứ. Phía sau cần thủ là sự sống, cứ nhớ vậy. Tài xế thì phía trước, phía trước tay lái là sự sống, còn cần thủ phía sau á, anh quăng mà anh có đổi hướng anh cũng phải xi nhan giùm em cái nha. Cái địa bàn, cái phạm vi hoạt động rất là nhỏ hẹp, mà anh cứ uống anh lượng, anh đi tay lái lụa mà anh không có xi nhan, tôi né muốn chết. Nãy nghe một cái vút nghe lỗ tai nổi óc. Cứ vậy không à, tình cảm anh em có chắc bền lâu. À, nhìn lại phía sau, hãy nhìn lại phía sau rồi nó mới tiến lên được phía trước anh. Đúng rồi, con người ta phải tiến bộ từng hướng kia. Cứ nhớ lại sao có sự sống chứ không phải anh công mình với khúc củi. Mới nó đi lấy nữa hả? Lấy nữa. Đó hả? Tính đi cái giờ cũng lấy rồi chắc không đi hả? Phải Hugo. Ồ, bằng chiếc dép luôn á, chiếc dép luôn, mà chiếc dép này là chiếc dép mà gắn ở trên chìa khóa xe á, biết không? Chiếc dép mình ta gắn trên móc khóa đó. Ôi, em ở sau lưng nha. Anh nhớ sau lưng là sự sống. Thấy đẹp nhưng mà không thấy cá ta. Thấy là mấy thế đằng kia bèo bèo vô mà cá cắn bó tay trái luôn. Quánh vòng vòng, quánh giáp vòng hết, giáp vòng hết. Nhỏ lên luôn. Máy dơ quá trời, quay xào xào. Câu này cả nửa năm chưa vệ sinh lắm nữa. Hôm nay em về em phải vệ sinh nữa. Chỗ này mấy em mình thôi, như ra dài quá nè. Mai 23 hả Tàm, cái mai có nên đi không trời? Đấy, coi quyết định lại cái chiều này em điện. Mai 23 có nên đi khỏi nhà không? Đi. Không biết cái bãi nữa, ở Văn Điền thì nó gom chỗ nào mình biết hết nè. Hôm nay nó mênh mông quá à. Cá này nó không có trú nữa chứ. Đi y như gặp nó hốt à. Tình cờ ta gặp lại nhau dường như lâu lắm. Thôi đi về nè. Ra ngoài kiếm gì mua gì ăn, cái nó bụng quá. Giá ghe đi luôn. Đây qua bản sát bên rồi phải không? Ý, nó mở nồi, mở nồi. Ồ. Đó. Đó. Ồ. Ra cũng thế. Ơi, này trọng hơn mày. Trọng của Quỳnh. Nhỏ hơn nữa. Muốn ăn à, ôm súng nữa à, sao không khóa con súng à?
bom súng rồi. Thôi cứ chai giữa bãi bốc súng không mà kêu không dướng. Cái đóng chỗ ngoài không ăn, cái sao cũng mê cho vô bốc súng à. Ngoài tại công nhỏ mà. Ở ngoài. Phải né luôn chứ. Lý do không có thuyết phục. Nhậu lầy luôn đi. Đầy chèo riết thì đỡ bụng chết ít đó đó không nhậu lầy đây là có à. Đi đâu đi đâu nhỏ càng em nó là vậy á. Nhưng mà mày rồi dính một chúng nữa không thấy lạ ăn với vậy. Ờ lạ cũng được. Em gác là 1032 rồi nha. Kiếm Hugo khó quá. Cố lên. Tôi sẽ báo trụ. Tôi sẽ cái gì tôi báo trụ. Ăn đấy con. Hôm nay hổng rồi lên được con cá lăn bự nhất là nửa ký thôi chứ không lên được con nào bự nữa. Nghiệp đem nó ra để chiến đấu với Hugo rồi. Hugo khủng khiếp rồi. Sao rồi? Ghê quá. Tự quăng là tự là trời luôn hiểu ha. Đó. Tỷ số lại tăng lên nữa rồi. 4-2 cho đội bạn. Quăng qua đây có cũng như vậy các bạn một lứa mà. Chiều kìa mới có Hugo. Chết rồi. Ăn nữa đi con. Nó ăn có một bên là tự chết tôi đốt rồi. Tự nó ăn có một chỗ một cái mè một bầy mà tại sao rồi kéo không vô luôn nè. Tôi phải luyện chừng nào mà khi mà mobin nó chặt te tôi không chụp mobin nữa, tôi bỏ cái thói quen đó đi để tôi xảy Hugo hoài. Còn nhiều không vậy. Lặng. Ồ, bớt tơ.